Bất ngờ với doanh thu của Lật Mặt 6 khi bám trụ ngoài rạp chiếu sau 2 tháng. Chính thức ra rạp từ ngày 28 tháng 4 năm 2023, tính đến thời điểm này, phim Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh mà Lý Hải sản xuất vẫn đang kiên trì bám trụ ngoài rạp chiếu. Thông thường các phim trong và ngoài nước sẽ có thời gian 1 tháng phát hành ngoài rạp chiếu. Tùy vào doanh thu bộ phim mang lại mà phía nhà sản xuất và đơn vị phát hành sẽ có sự thỏa thuận về thời gian trình chiếu cụ thể hơn. Ví dụ như với những phim không có doanh thu khả quan, nói cách khác là bị rơi vào cảnh ế vé thì sẽ bị xếp vào các khung giờ không phải giờ vàng, dần dần có thể rút khỏi rạp chiếu sớm hơn so với thời gian dự kiến ban đầu. Ngược lại với những phim cho tín hiệu, doanh thu tốt thì sẽ được ưu tiên xếp vào các suất chiếu, được cho là có lợi thế hơn trong việc kéo người xem đến rạp. Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh do Lý Hải sản xuất kiêm đạo diễn, đồng thời tham gia diễn xuất một vai nhỏ trong phim. Bộ phim này chính thức khởi chiếu từ ngày 28 tháng 4 vừa qua và sau 1 tháng phát hành đã đem về doanh thu hơn 260 tỷ đồng. Ngay sau khi kết thúc thời gian 1 tháng phát hành trong nước, Lý Hải cũng đã tìm cách đưa phim đến với thị trường Mỹ với việc công chiếu tại 52 cụm rạp của 50 thành phố, 19 tiểu bang với tên gọi tiếng Anh, Phase 4, The Ticket of Destiny. Tuy nhiên song song với việc đưa phim xuất ngoại thì nhà sản xuất Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh vẫn quyết định duy trì việc chiếu phim ngoài rạp ở thị trường trong nước. Theo tìm hiểu được biết, tính đến thời điểm này, tức là tròn 2 tháng sau khi ra mắt phim tại hệ thống rạp trên toàn quốc, thì tác phẩm điện ảnh của Lý Hải vẫn đang được chiếu tại một số cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Đồng Nai. Trong đó, các suất chiếu ở cụm rạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất, rơi vào khoảng 6 suất chiếu trên ngày, trong khi các cụm rạp khác chỉ có khoảng 1 đến 3 suất chiếu trên ngày. Mặc dù vậy, doanh thu của phim hiện tại không mấy khả quan. Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Việt Nam thì tổng doanh thu của Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh tính đến nay là khoảng hơn 272 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịp cuối tuần vừa qua, 24 và ngày 25 tháng 6 năm 2023, của bộ phim này là hơn 115 triệu đồng. Còn doanh thu tính riêng trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, thì trong vòng nửa ngày, phim mang về chưa đầy 7 triệu đồng với hơn 100 vé được bán ra trên khoảng 30 suất chiếu. Đây được xem là con số doanh thu khá khiêm tốn, nếu không muốn nói là thấp so với một bộ phim đã cán mốc doanh thu trăm tỷ như Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Hiện phía nhà sản xuất phim chưa đưa ra thông tin nào về việc sẽ ngừng chiếu bộ phim này ở thị trường trong nước. Trước đó, Lý Hải từng tiết lộ về dự định sẽ làm tiếp phần 7 của bộ phim này. Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh đem đến một câu chuyện mới lạ xoay quanh nhóm 6 người bạn thân cùng lớn lên ở làng nghề làm chiếu truyền thống. Vì ma lực đồng tiền, họ đã vượt khỏi giới hạn lằn danh đạo đức để đào mộ người bạn đã chết nhằm truy tìm tấm vé số trúng 136,8 tỷ đồng. Rồi khi có tấm vé số trong tay, họ lại truy đuổi nhau để độc chiếm tấm vé đổi đời kéo theo bao bi kịch cho chính họ và gia đình họ. Phim quy tụ những tên tuổi của những diễn viên chắc tay như Quốc Cường, Trùng Dũng, Quý Khánh, Thành Thức cùng dàn diễn viên mới tài năng như Trần Kim Hải, Quỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc.